chỉ là cơ thể của con quái vật thật sự quá hôi, tới nó cũng cảm thấy ngại ngùng. Yuri tưởng rằng do quá lâu không tắm nên nó mới hôi như vậy, vậy là cô kéo nó ra bờ biển, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho nó. Nhưng không ngờ, con quái vật này lại rất sợ nước. Qua vài ngày sống chung, cô cũng đã dần thích nghi được với mùi trên người nó. Họ sống dựa vào nhau trên hoang đảo mấy tháng trời. Hôm đó, nhìn thấy có thuyền đánh cá đi qua, cô vội vàng đứng dậy kêu cứu, con quái vật cũng đột nhiên biến mất. Cuối cùng, Yuri được một ngư dân cứu vớt, mùi hôi trên người cô suýt thì làm ngư dân sặc chết. Yuri sau khi trở về nhà, cô tắm liền 2 tiếng, mùi hôi trên cơ thể cô cũng biến mất. Nhưng ngay sau đó, cô ngửi thấy một mùi thơm vô cùng. Mùi thơm tỏa ra từ chiếc áo cũ, một thứ mùi hương mà cô chưa từng ngửi qua bao giờ. Thế là hôm sau, cô mang chiếc áo tới phòng kiểm tra, kết quả giám định khiến cho cậu nhân viên vô cùng kinh ngạc, vì mùi hương này thơm hơn bất cứ loại mùi nước hoa nào, nếu biến nó thành nước hoa thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Yuri sau khi nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô không nói nguồn gốc mùi hương cho anh ta nghe. Hôm sau, cô ngồi thuyền tới tìm con quái vật, hơn nữa còn mang theo một chiếc thùng giữ nhiệt. Cô ngẩng đầu hỏi con quái vật mũi to, có thể cho cô xin chút nước thì mũi được không?